Tuấn con, tri thức thành chùm đao búa, từng chạm tay vào ngưỡng cửa cái chết. Nguyễn Anh Tuấn, vốn là sinh viên hai đại học, con hai vị tiến sĩ đầu ngành y, mong muốn chuyện đời mình sẽ giúp tới trẻ rút ra bài học, trưởng thành trong một gia đình trí thức, tư chất thông minh. Lên Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn con, sinh năm 1975, quê quán Hà Đông, Hà Nội, từng tốt nghiệp hai trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, bỏ lại sau lưng tương lai sáng lạn. Tuấn con sa chân vào chốn giang hồ với những vụ thanh toán đẫm máu và bị kết án tử hình. Tuấn con cũng là một trong những tử tù may mắn được tha tội chết, chuyển về thụ án tù chung thân tại trại giam Ba Sao Lam Hà. Gã giang hồ khoác áo trí thức, con nhà trí thức, bố mẹ đều là giáo sư tiến sĩ đầu ngành về y học, nên Nguyễn Anh Tuấn được gia đình hết sức quan tâm, tạo điều kiện để học tập phát triển. Thời niên thiếu, Tuấn gầy gò bé nhỏ lại nhút nhát nên có biệt danh là Tuấn con. Từ nhỏ, Tuấn đã tỏ ra không có thiên hướng về lĩnh vực nghiên cứu khoa học như bố mẹ, mà lại say mê nghệ thuật. Chiều con, bố mẹ Tuấn đã xin cho Tuấn đi học đàn piano và học vẽ ở Cung Thiếu Nhi Hà Nội từ năm Tuấn lên 7 tuổi, và cũng thời gian học lăng khiếu tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, Tuấn con đã quen với Trà Hinh, tức Trần Văn Trà, một võ sư kiêm trùm xã hội đen khét tiếng. Có lẽ thời điểm đó, Tuấn không thể ngờ cuộc gặp gỡ với Trà Hinh đã khiến cho cuộc đời Tuấn quật sang lối rẽ giang hồ. Thấy Tuấn nhỏ con nhưng thông minh, lanh lợi, Trà rất yêu quý và đã tình nguyện dạy cho Tuấn những ngón võ để không bị bạn bè bắt nạt. Trà và Tuấn gắn bó thân thiết với nhau từ đó, trở thành đôi bạn vong liên. Đối với Tuấn, Trà vừa là thầy dạy võ, vừa là ông anh kết nghĩa thân thiết mà suốt quãng đời Tuấn phải mang ơn. Trắng trẻo, thư sinh, đẹp trai, văn võ song toàn, lại có năng khiếu nghệ thuật, nên suốt những năm học phổ thông, Tuấn được thầy cô, bạn bè yêu quý. Ngày Tuấn thi đỗ và quyết định theo học cả hai trường đại học danh tiếng của Hà Nội, gia đình Tuấn vui mừng, tự hào vô bờ bến về sự thông minh, hiếu học của con trai. Năm 1996, Tuấn cầm tấm bằng cử nhân kinh tế vào Sài Gòn lập nghiệp với sự che chở bao bọc của Trà Hinh. Dưới trướng của ông anh kết nghĩa kiêm trùm giang hồ khét tiếng chốn Sài Thành, Tuấn con nhanh chóng khẳng định được bản lĩnh giang hồ mới nổi. Chẳng bao lâu, Tuấn con đã tập hợp được dưới trướng của mình rất nhiều đàn em từ Nam Chí Bắc, gây ra những vụ ẩu đả, sát phạt lừng danh. Thế nhưng, những buổi họp lớp, cả phổ thông lẫn đại học, Tuấn vẫn tham dự đầy đủ, nên thầy cô, bạn bè không ai ngờ Tuấn con chính là một chùm giang hồ khét tiếng, chạm mặt tử thần. Cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, giang hồ miền Bắc thực hiện những cuộc lam tiến rầm rộ và gây thanh thế bằng nhiều cuộc đụng độ. Dư luận hẳn còn nhớ thời điểm đó ba băng xã hội đen Hà Thành do Trà Hinh, Ánh Thiệp, tức Đỗ Công Ánh và Thắng Chập, nhân vật từng không chịu thúc thủ trước ông trùm Lâm Cam, và Lâm Cam cũng còn phải kiềng mặt vì độ chập của Thắng, đã gây ra một loạt các vụ thanh toán đẫm máu để giải quyết mâu thuẫn khi tranh giành lãnh địa làm ăn.
Phi vụ đầu tiên Tuấn con chứng tỏ bản lĩnh của mình là vụ Tuấn chỉ đạo đám đàn em chém trọng thương 3 người tại quán karaoke số 197 Mai Dịch, Hà Nội vào năm 1997. Theo Tuấn, đây chỉ là vụ hắn ta được Dũng Palestine, một đàn em của tin Palestine, đối tượng từng gây ra một loạt các vụ án hình sự ở Khánh Hòa, nhờ vả nên đã giúp đỡ. Thành tích bất hảo của Tuấn phải kể đến là vụ cử thắng chập một cao thủ gốc Nam Định. Mâu thuẫn bắt đầu từ việc một người bạn của đồng liên Tuấn trong một lần tham gia đánh bạc, nhóm thắng chập lòe cờ bạc kịp quét cháy túi. Nghe tin, Tuấn con và đám đệ tử đã lên kế hoạch phải giết bằng được thắng chập để rửa hận. Sau nhiều ngày mật phục mới gặp thắng chập ở khu vực đường Bình Giã. Một đàn em của Tuấn xông tới chém hai nhát vào đầu thắng, còn Tuấn thì rút súng K54 ra nhằm vào thắng bắn liên tiếp. Sau vụ thanh toán thắng chập, băng nhóm của Tuấn còn gây ra vụ cướp 270 triệu đồng trên đường Cao Thắng. Trong vụ này, Tuấn con cũng sử dụng súng bắn chặt, khống chế người bị cướp khi họ có ý định đuổi theo. Đến vụ chém chết anh Đặng Vũ Thắng, kế toán Thảo Cầm Viên, Tuấn con và đồng bọn mới xa lưới pháp luật. Với những tội ác kinh hoàng trên, Nguyễn Anh Tuấn đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên tổng hình phạt là tử hình về 4 tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và đánh bạc. Sau đó, Tuấn con kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng đã bị cấp phúc thẩm bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm, quyết tâm phục thiện. Những ngày sống trong buồng biệt giam, Tuấn mới thấy quý tự do và sự sống. Hắn viết đơn xin tha tội chết trong niềm hy vọng mong manh rằng việc gia đình có công với cách mạng sẽ giúp Tuấn được ân giảm và khắc khoải chờ đợi. Trong những tháng ngày tuyệt vọng cùng cực đó, Tuấn con đã may mắn tìm thấy ánh sáng khi được Chủ tịch nước ân giảm tha cho tội chết và được chuyển về trại giam 3 sao thụ án tù chung thân. Tuấn con đã bóc lịch trong trại 3 sao được hơn 5 năm. Tuấn bảo điều khiến hắn ta day dứt ân hận nhất là đã gây ra đau thương cho các lạ nhân và gia đình họ. Bản thân cũng chưa làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, đã bôi nhọ truyền thống danh giá của gia đình. Tuấn cũng xót lòng khi nhắc tới đàn con và 3 người vợ của mình, trong đó có 2 cô vợ ở Hà Nội và 1 cô vợ ở thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây, khi đã thấu hiểu được rằng cái giá phải trả cho tội ác sẽ vô cùng nặng nề và rất ít cơ hội để sửa chữa, thấm thía giá trị cuộc sống của tự do khi từng chạm tay vào ngưỡng cửa cái chết, phạm nhân Nguyễn Anh Tuấn quyết tâm phục thiện và mong muốn bài học xương máu về cuộc đời giang hồ một thuở của mình sẽ giúp giới trẻ rút ra bài học.